luôn. Em sẽ nói luôn cái câu mà anh nói là chia rẽ dân tộc. Ở Việt Nam, em giải thích cho anh luôn, ở Việt Nam ở đây không ai muốn chia rẽ hết, đúng không? Chưa bao giờ ai chia rẽ hết. Mà chính các anh nói là anh nói anh ở bên Mỹ chứ nữa, anh lên ở bên Mỹ chứ nữa. Chính các anh mở diễn đàn trước, lên xúi dân làm những cách không có hợp lề với đất nước Việt Nam, đòi đi bộ tình chống phá đất nước, đòi bom xăng, thì chúng em hiện tại chụp giống với Hà My, hiện tại ở đất nước nước Việt Nam mới lên tiếng nói sau các anh nha, sau các anh. Mấy anh chính bản thân các người mới là chia rẽ dân tộc. Ở đây Việt Nam không ai chia rẽ hết, không ai, chưa bao giờ. Mà chính các anh, các người ở bên Cali chống cầm cực đoan đang muốn chia rẽ đất nước. Chứ ở Việt Nam chưa, như Hà My đây chưa bao giờ. Nếu các người yêu thương đất nước Việt Nam thì giống như các người phải im im miệng lại. Nếu yêu thương đất nước Việt Nam thì chỉ góp ý kiến những cái nào đúng thôi, chứ không phải là kêu lòng dân đứng dậy để đi lật đổ cộng sản rồi để làm chữ đa nguyên đa đảng. Là các anh là sai sai hoàn toàn. Như đối với đất nước Việt Nam ở đây, thí dụ như việc chủ tịch nước họ họ vẫn giang tay để đón các anh về mà, đúng không? Đất nước Việt Nam họ vẫn mở cửa giang tay đón các anh về, nhưng các anh đã về rồi đi qua bên Mỹ còn quay lại nói xấu dân tộc Việt Nam, xuyên tạc đất nước Việt Nam là một, rồi bắt đầu kêu gọi dân dậy đi biểu tình là hai. Cái đó là các anh đang muốn chia rẽ dân tộc, muốn tất cả rất là xấu cho đất nước. Thì các em ở đây phải lên tiếng, là lên tiếng vì lý do gì? Các anh làm sai trước, chứ không phải đất nước Việt Nam làm sai trước, các anh làm sai trước. Nên cái câu này mà anh Thành Lê mà nói cái câu này, anh nhìn lại các anh ở bên Mỹ đi, đúng không? Các anh nhìn lại bên Mỹ đi, có phải là cầm lá cờ đi là chống cộng lật đổ cộng sản không, đúng không? Các anh là sai đầu tiên. Chính phủ đất nước Việt Nam này chưa bao giờ sai đâu nha, không bao giờ sai. Cùng mở vòng tay đón các anh về, nhưng các anh đến khi về Việt Nam rồi quay lưng lại qua bên Mỹ đi đi xuyên tạc đất nước Việt Nam, nói xấu Việt Nam, đất nước Việt Nam không còn một cái gì hết. Rồi bắt đầu các anh mở diễn đàn trước, kêu gọi dân phải đứng dậy đi lật đổ cộng sản, cầm bom xăng rồi cầm kim tiêm để chích. Vừa rồi chẳng vừa rồi anh nhìn coi cái nào đúng, các anh sai hoàn toàn, chứ đừng nói các em đây sai. Các anh đứng dậy trước đầu tiên, mở diễn đàn kêu gọi đầu tiên thì như Hà My người dân ở đây rồi bắt đầu mà biết là Hà My phải lên tiếng nói. Nên chứ không thể nào mà để các người bên 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 Mỹ, bên các cộng đồng bên đó muốn làm sao thì làm, không bao giờ. Chính dân dân Việt Nam của chúng em này là không bao giờ để các anh muốn làm sao là làm. Mấy các anh lớn rồi, sai hoàn toàn rồi, đã qua bên Mỹ cặp quốc tịch Hoa Kỳ rồi, mà tại sao các người vẫn vẫn quay về Việt Nam để mà xuyên tạc rồi nói xấu đất nước Việt Nam? Các người có lỗi trước, các người không có quyền hàng để mà nói xấu về Việt Nam nữa, tại các người đã quốc tịch Hoa Kỳ rồi, không phải là cái quốc tịch của Việt Nam nữa. Mà các người có quyền hạn gì mà đòi về đây lật đổ cộng sản? Các người có tư cách gì? Là đừng anh đừng comment lên mà anh nói câu đó là chia rẽ dân tộc. Chính các anh mới chia rẽ dân tộc, chứ ở đây không ai chia rẽ dân tộc. Nói cho anh biết. Các anh mới chia rẽ dân tộc, chứ đối với đây không ai chia rẽ dân tộc. Anh thấy em những con những kiều bào đó, họ còn yêu nước, đâu phải là em gom hết. Em đây chưa bao giờ gom hết. Những kiều bào khác họ vẫn là rất yêu nước, thấy không? Như anh Cầm Nguyễn, anh Ly La Phạm gì anh La Phạm, cái chị Lý Sa Nguyễn, người ta vẫn yêu họ, vẫn ở là người thì Canada, người chỗ nước này nước kia, họ vẫn là yêu quê hương. Cũng như các anh, họ cũng đi 30 40 năm mà sao họ họ vẫn quay về địa ngục, quay về với quê hương. Còn các anh là quay về quê hương xong rồi quay lại qua anh Mỹ là đi nói xấu đất nước. Người ta có đấu tranh, chẳng qua là đòi lại quyền lợi nhân quyền cho người dân mà thôi. Anh nói là người ta có đấu tranh, chẳng qua đòi lại nhân quyền lợi quyền cho người dân. Em nói cho anh này, anh nói là cái câu mà đòi quyền lợi cho người dân hả? Mấy anh không đủ, ở đây đất nước Việt Nam này vẫn có quyền lợi cho người dân nghe. Còn các anh đã sống đất nước Việt Nam chưa mà hỏi về cái chữ quyền lợi? Khi
khi nào các anh ở đất nước Việt Nam mới có quyền lên tiếng nói cơ cầu đòi cơ quyền lợi? Nhưng ở đây Việt Nam vẫn có quyền lợi cho dân dân, cho anh đừng có nói cái câu đó. Mấy anh đừng có mượn cớ là đòi quyền lợi cho dân. Nếu mà đòi quyền lợi cho dân thì góp ý kiến như thế nào? Đó là anh là một quốc tịch của Hoa Kỳ rồi, chứ không phải là quốc tịch Việt Nam, nên chỉ các anh không có quyền xía về Việt Nam, nghe chưa? Không có quyền để xía về Việt Nam là quyền lợi ở Việt Nam. Ở đây nếu quyền lợi là dân dân Việt Nam đứng đây 90 mấy triệu dân nữa, chứ không phải là có kêu gọi mấy những cái loại mà ra cọc ké xì ke ma túy như vậy đâu ha. Còn ở đây là có dân có trí thức hết nè, đàng hoàng hết. Còn các anh đã về Việt Nam, đã sống về Việt Nam chứ, hãy đi suốt mấy chục năm chưa bao giờ về Việt Nam mà lại sao hiểu đất nước Việt Nam được mà đòi cái quyền lợi. Các anh đừng có mượn cớ, các anh là mượn cớ để quấy rối đất nước Việt Nam. Nếu anh là yêu một con người đất nước Việt Nam, mấy anh phải dòm lại hiện tại này Việt Nam này, quyền lợi hả? Nó còn hơn ở bên Mỹ các anh nữa, chứ không phải đâu. Quá tự do luôn. Cái tự do cái chỗ này nè, Việt Nam tự do. Nên các anh mà mở diễn đàn mà kêu gọi để dân đấu tranh nè, rồi kêu dân đi chết nè, gọi bom xăng này, quá tự do rồi không gì nữa. Quyền con người của mấy anh ở đất nước Việt Nam là quá quyền con người, quá tự do, nên các anh mới có lòng hành như vậy. Nếu Việt Nam với bên Mỹ với anh hả, là bỏ tù từ lâu rồi, rục xương luôn rồi, chứ không phải như vậy đâu. Cái quyền tự do Việt Nam mà quá lòng hành luôn rồi, nên chi các anh không có tư cách để mà về đây mà đòi quyền cho dân dân. Tại các anh không có tư cách để đòi. Mấy anh là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, không có tư cách để về đây Việt Nam mà đòi. Đó là Hà My nói một câu đó. Mấy anh không có tư cách. Nên chỉ các anh đừng bao giờ mượn cớ để mà đòi cái chữ mà quyền con người nằm ở đây. Hà My nói là ở Việt Nam quá tự do rồi. Mấy anh chưa bao giờ về Việt Nam lần hết. Mấy anh làm sao hiểu đất nước Việt Nam là như thế nào? Quyền tự do là như thế nào? Quá tự do, nếu được quá tự do hơn bên Mỹ anh ở nữa đó. Mà nên như mà các anh mà lòng hành mà kêu vừa rồi là đứng dậy đi biểu tình mà như vậy đó. Thì anh nhìn nhà quá tự do còn gì nữa. Như bên Mỹ có chứ anh biểu tình kiểu đó có chết không? Hay lấy súng bắn chết từ lâu mấy thằng kia rồi, lấy đá chọi vô người rồi. Nên chi các anh á, nếu mà yêu thương đất nước, yêu thân dân Việt Nam, thì các anh phải tìm hiểu trong đất nước mình như thế nào mới có quyền lên, mới có tiếng nói đúng. Người ta mà để anh, còn anh chưa bao giờ về Việt Nam, chưa bao giờ xem xét tại Việt Nam mà mấy các anh lên tiếng, thì dân Việt Nam chửi các anh là ráng mà chịu. Các anh xúi, các anh vậy là làm bắt người ta đi một con đường sai. Sai, xúi, xúi cho những người mà chú coi ở trong nước. Các anh mà hả, toàn là che giấu những cái điểm đẹp của bên Mỹ, rồi bắt đầu lấy cái điểm xấu của Việt Nam, các anh đưa lên những cái hình ảnh không có đúng vào sự thật, rồi các anh tiếp tay cho những người như vậy, thì các anh sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Đừng có các anh mà nói là ở bên Mỹ rồi bắt đầu hả, em chào anh Tân Bùi, đừng các anh mà nói bên Mỹ rồi muốn cái việc học họ tưởng là ở bên Mỹ là hiểu biết nhiều. Xin lỗi, không bao giờ đâu, ở đất nước nào cũng có cái luật lệ hết. Em không phải là cần, em không cần hiểu hết được đâu. Em chỉ hiểu là các anh đang hả, Hà My thì cũng có thể nào hiểu hết được, đúng. Nhưng em hiểu các anh là có ý đồ xấu với đất nước, muốn lật đổ đất nước để trừ đa nguyên đa đảng của các anh. Hà My hiểu như đó đó đó, đúng không? Hà My không thể nào hiểu được. Mà Hà My hiểu là các anh có ý đồ xấu với đất nước Việt Nam, muốn lật đổ đất nước Việt Nam, muốn xào trộn đất nước Việt Nam để các anh về làm trừ đa nguyên đa đảng, là cái ý đồ xấu của các người. Nên với các người đừng bao giờ nằm mơ nữa. Đối với Hà My đừng bao giờ nằm mơ cái chuyện đó. Tại vì 43 năm nay rồi các anh, giữa lúc các anh còn chưa về Việt Nam, chưa hiểu đất nước Việt Nam, xuôi ngược. Mỗi đất nước mỗi có cái luật lệ riêng, không thể nào mà áp đặt Việt Nam với người với Mỹ được.
Nếu Việt Nam mà giống Mỹ là các anh không có cơ hội để mà đứng dậy kêu dân đi biểu tình đâu. Tôi nói cho anh biết, nếu Việt Nam mà giống Mỹ, luật luật như Mỹ thì các anh không bao giờ có cơ hội để mà kêu đứng dậy dân dân đi biểu tình vừa rồi tặng vừa rồi đâu, không có cơ hội đâu nha. Nói cho anh biết, tại Việt Nam quá tự do, có quyền con người lắm rồi đó. Nếu mà giống cái Mỹ ở dưới luật rừng luôn á, nên chỉ các anh cứ che đậy những cái điểm xấu, và còn là điểm xấu, tại vì Mỹ là Mỹ, Việt Nam là Việt Nam, không thể giống nhau. Mỗi đất nước có một cái luật lệ riêng, không thể nào giống nhau được, không có áp đặt vào cho đó. Thì đó, Hà My lên nữa, Hà My lóc luôn, thằng này mắc dạy quá, thằng Tân Nguyên này mắc dạy quá rồi. Mày chỉ biết nói tục ba cái chỗ xàm xí đú không à. Ở trong Đồng Nai ấy, nhưng mà À hôm nay dạ. đi Mời công bà nói tác thì chuyện. ra ngoài Hà Nội, đang ở ngoài Hà Nội À dạ. ra, xong rồi nhét vào thì may ra thì nó có lưu lại được ít nào thì nó lưu thôi. Chứ Thì còn đúng rồi đó, bây đúng rồi giờ đó. Đó. người dân Việt Nam mình nhé, mà những người mà người ta yêu nước á, là người ta không có bao giờ người ta đi biểu tình đâu, mà người ta lo là Dạ người ta đúng. làm ăn, người ta kiếm tiền, người ta lo cho cuộc sống gia đình, người ta lo làm giàu để coi như là mà đất nước người ta giàu thì người dân giàu thì đất nước người ta mới giàu được. Nên suốt ngày có một số thành phần là cứ ăn rồi cứ hô hào biểu tình rồi là chống cái nọ chống cái kia, nó cũng thành phần ít thôi, nhưng mà nó giống như kiểu là cái con rận vậy, đúng là con rận người vậy. Nên là một số cái diễn đàn thì cũng mấy anh chị cứ nói là đi đập rận. Em thì cũng mới vào, mới tìm hiểu một số cái diễn đàn thì nghe nói là đập rận, bây giờ mới hiểu là đà rận là mấy mấy cái thành phần đó Ừ, đó. đúng rồi đó. Bây giờ mình là biết nói sao đây, giờ thì mình ghi đập rần với ba que đó. Đó. Bây giờ đất nước người ta đang đi lên, mà suốt ngày nó cứ kêu là ăn cướp chính quyền, ăn cướp cái nọ, ăn cướp cái kia. Thế tôi hỏi bây Đúng. giờ chứ trong này những cái có một số cái comment nói là đảng cướp cái nọ, đảng cướp cái kia. Thế tôi hỏi bây giờ cướp cái gì, nói rõ cho Đúng tôi rồi. nghe coi. Tôi là một người dân rất là bình thường này, đó, đứng trên góc độ của một cái con mắt của một người dân bình thường này, bây giờ tôi hỏi là cướp cái gì, nói tôi nghe đó. Đó. Tôi không làm bất cứ một cái gì ở trong chính quyền hay bất cứ một gì, tôi chỉ là một người dân làm ăn bình thường. Thế bây giờ tôi hỏi cướp cái gì, rồi là oan ức cái gì, rồi là ai giết chính quyền nào, giết người, giết giết chỗ nào, nói nghe coi. Đúng. Tào lao không à, nói bậy nói bạ suốt ngày, cứ chờ mấy cái đồng đô la của cái tụi mà phản động nó bắt đầu nó gửi về cho được mấy đồng, bắt đầu là há ra, nó bắt đầu là chờ nó hết Không, cho đúng tiền, rồi. bắt đầu là ngồi ngồi là há chờ chờ, giống như mấy cái con giống như cái con mụ Uyên Thùy gì đó, nó Đúng không rồi, đưa Uyên tiền bắt Mì. đầu là giống nó không đưa tiền thì bắt đầu là chưa gửi tiền về, bắt đầu bảo là quay đầu lại với đất nước, nó gửi tiền về cái lại tiếp tục. Trời ơi, con người sống vậy thì sống làm cái gì, nói thiệt chứ Đúng rồi, cái chết con một em cái thì người à, bạn ấy đúng á, bữa trước là cũng nói là lên đăng Facebook ấy, nói là hối hận gì đó lỡ đường á, ai tin cho Hà My không bao giờ tin con mẹ đó, đúng rồi, mẹ đó là là không ai mà bao giờ tin tin, được. mẹ đó là Sảo Sảo Nguyệt, mẹ đó là người Huế đó, Sảo Nguyệt. Ai tin cho đối với bà đó mà nói quay đầu là không có, bà đó Đúng là rồi, cái bà, chẳng qua là bà trốn tránh cái lời của an ninh thôi, đúng rồi, còn cái lũ chúng nó là vì không bao giờ nữa. chứ cái lũ nó như như cái con mẹ đó thì nhìn cái chỉ cần nhìn cái gương mặt thôi là họ đủ hiểu rồi, con người người ta xảo trá rồi. Trời ơi, gì đâu mà nó đã chống từ cái Nhưng mà từ bao nhiêu lâu nay, nghĩ sao nó chỉ một câu nói là bảo nó nghĩ lại là nó quay đầu là bờ, kém. không có đâu. Mấy cái thành phần đó là mấy thành phần chỉ ăn bám vào những cái rễ của bên nước ngoài thôi, chứ còn nó lười, tức là người ta gọi là lười làm ấy, ăn thì nhiều nhưng Đúng mà rồi. lười không chịu làm, rồi bắt đầu cứ Đúng ngồi rồi. hô là phải, nên là đất nước phải làm cho tôi cái nọ, đất nước phải làm cho tôi cái kia, chính quyền như là lấy của tôi cái nọ đi,
có làm đâu, À. có chịu làm đâu mà đòi coi như là đất nước người ta cho, không có đâu, một đồng cũng không Mà có. những cái con Yên Thùy nè, với thằng thằng Sĩ Đan nè, thằng gì thằng 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 gì mà Sĩ thằng gì Đằng quên mở thằng rồi Đắk Lắk nè. con Thục Vi. Cái đó là mình yêu cầu nhà nước nó thiệt á, bắt mấy cái đứa này, mấy cái đứa là Dạ chuyên gia, là bắt đúng mấy cái đứa rồi, này cho nó đục sướng đi, chứ không thể để mấy cái con này với mấy cái thằng này mà đi kêu tùm lum tùm la rồi bắt đầu đòi là chính quyền của nó cũng đòi là chế độ này. Nó có bằng chứng đúng là bắt cổ mấy cái thằng này sạch hết đi, cho nó vô giờ đá, nó ngồi để cho nó học, nó ngu mà đặt bài đi vô chính trị, cho nó vô chính trị, vô cho nó vô trong 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 gì trong 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 nhà đá, cho nó cho nó học chính trị luôn đi. Tụi này rất là chính khốn nạn, nó rất cái là lũ ngu. đó, cái lũ đó bây giờ bắt được đem vứt ngoài biển á cho cá mập nó ăn luôn đi cho nó khỏi mở mồm ra nữa. Trời ơi là Đó trời, thì cái dân mình nó thì tôi có lên tiếng nói nghĩ những cái lụt đây này, nó quá khốn nạn đi, nó toàn là kêu dân đứng dậy, nào là bom xăng nè, mà vậy mới nói yêu dân. Thằng Sĩ Đan nè, thằng Biển Mặn nè, với con Uyên Thụy này, mấy người này là cầm đầu rồi kêu gọi là để kêu cái bộ tình thằng gì với thầy, cái con gì có mà thằng nói gì heo heo thầy gì về dân miền Tây á, Huỳnh với Sài Gòn. Ca nữa. Cái bữa hôm em ở trong trong Đồng Nai là em lên, tại bữa đó em lên live của Bình Dương á, em thấy Bình Dương nói là ngày mai là ngày 20 tháng 8 là tụi nó là tập trung để nó phản đối là cái tòa án Đồng Nai xử cái thằng xử cái vụ đó. Nghĩa là Bình Dương kêu nếu mà anh ở gần đó thì anh chạy lên coi thử có thấy không. Bữa đó em ngồi ở ngay chỗ uống cà phê ngay chỗ trước tòa án nhân dân Đồng Nai đó, mà có thấy cái mặt nó lú ra đâu, nó hô vậy thôi, nó đỏ mặt ra Nó là bị chỉ ăn hô như đòn sủa trong bóng tối thôi, nó chỉ sủa trong như bóng tối thôi. nó trốn như kiểu kiểu con chó mà trốn pháo vậy á, nó có Đúng. dám mò mặt ra không, có dám không, dám mò mặt ra cái bữa đó mà dám mò mặt ra hả. Em thì chẳng có làm cái gì hết nhưng mà nghe cái giọng điệu của nó ghét vậy thôi. Tại vì sao, nó cũng ảnh hưởng đến cái lợi ích của mình. Tại vì sao, mình là cái người đang làm ăn đúng không, tự nhiên có cái hô hào biểu tình, tự nhiên coi như là cái công việc làm ăn của mình nó cũng bị ngưng trệ vậy, nên mình ghét, tóm lại là mình ghét, không có Đúng chịu, rồi. Biết không dám sao mồm không? Tụi này á, tụi cái tụi mà chống cộng cực 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 ngu bên 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 Cali á, cực đoan á, họ thường thường kêu là chống cộng cực đoan, mà Hà Mỹ kêu là chống cộng cực ngu á. Tụi này nó muốn để cho xáo trộn đất nước về cái ngành kinh tế của mình đó, chứ đúng nó không rồi. làm gì được hết. Nhưng nó quậy, nó khốn nạn vậy này, nó quậy đất nước mình, nó quậy để cho nó xào xáo một tí lên. Vậy cái loại những cái tụi mà cầm đầu mà hô hào này bắt cổ hết đi, ăn rồi không chịu đi làm, rồi bắt đầu đổ thừa đất nước. Đất nước nào mà Đúng rồi. cũng bị cái này bị cái khác, chứ có đất nước nào mà hoàn hảo hết đâu. Mà Đúng. đất nước của mình á, sau người ta cái gì cũng phải từ từ, chứ đòi mà giờ giống mì giống châu Âu lấy đâu ra. Đúng rồi. Chính bản thân nó đã được gì chưa, chính chính bản thân là đã giúp ích gì được chưa? Thấy bản thân nó hiện tại đang đi đang quấy rối trong đất nước, Nhưng làm con bây người như giờ thế nào? một gia đình có ba bốn anh em thôi, nó còn xào xáo nhau, huống chi là một đất nước hơn 90 triệu triệu người, làm sao mà người ta có thể đáp ứng được hết cho từng người được. Nhưng mà có những cái không ai phủ nhận là đất nước thì coi như là nó sẽ có cái nọ còn sẽ có cái kia, nhưng mà người ta đang cố Đúng. gắng, người ta làm đi, làm lên, nó chỉ lấy một cái phần nhỏ thôi. Ví dụ như là những cái vụ của chị Trần Thanh. Trịnh Xuân Thanh là gì? Trịnh Xuân Thanh là cái người là một tên tội phạm. Mà cứ nước lấy cái ví dụ là Trịnh Xuân Thanh là coi như là mình qua là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh nó là tội phạm của đất nước tôi đó. Có vậy thôi. Mà nó suốt ngày nó ra rả ngày nào tháng nào nó cứ mỗi cái luận điệu là Việt Nam rồi sợ là cái gì với lại quan hệ với lại nước Đức là thế nọ kia, nó là thằng tội phạm. Còn ở nước ngoài tôi không biết cái nước nào là cái lập pháp của nước đó tôi không biết, nhưng mà tôi sống trên đất nước của tôi là tôi phải phục vụ cho đất nước của tôi và tôi phải tuân theo cái luật pháp đất nước tôi, có vậy thôi. Tôi bắt mà bản thân bây giờ tất cả mọi người theo tìm hiểu thì thấy
đâu có đứng người người bên nước Đức, người ta đâu có nói là Việt Nam là bắt cóc, đâu có đưa chính thức là chưa có cái gì hết, mà nó chỉ có vậy thôi, nó Đó chỉ là có cứ bây giờ nước mình nói là Tịnh Hung Thanh ra đầu thú thì mình cứ theo luật pháp là ra đầu thú thôi, không cần nói nhiều đấy, cứ theo cái luật nó ra đầu thú. Ok, giống như thằng Tào Anh Quân vậy à. Bây giờ anh nói đạo Anh Quân gì, bây giờ lên thằng đó tội phạm của Việt nó Nam ở là bên nước khủng ngoài bố, tôi mà biết, đúng, nó ở bên nước ngoài tôi mà biết nó là cái thằng nào hết đấy, nó đang tội phạm của Việt Nam. nó muốn làm tổng thống hay muốn làm thủ tướng hay là nó muốn tụt quần cái gì thì tôi không muốn biết, nhưng mà nó là người Việt Nam, nếu như nó là người Việt Nam, nó còn quốc tịch Việt Nam, nó phản phản động đất nước tôi, nó đứng nó quay lại nó chửi đất nước tôi thì tôi coi nó là cái thằng, dù nó hơn tuổi tôi cũng coi là cái thằng, Mà bây và giờ tôi coi nó là là Việt một thằng Nam khác mình nữa là ấy. bây giờ là truy nã luôn, nếu mà về Việt Nam mình là thằng đó truy nã đấy, thằng Đào Đúng Anh Quân rồi, á, nó là truy nã, nó là khủng bố tại Việt Nam mình mà, nó là chuyên gia là phản mà đúng rồi đó, thì nhân chi là mình không cần nói nhiều, trong khi đất nước của mình mỗi ngày mỗi xử lý những ai tội đúng phạm thì nhà nước mình họ cũng cũng bà cũng cũng xử triệt mà, từ từ chứ, cái gì cũng phải từ từ chứ, tính cách người anh em trong gia đình mà đã hoàn hảo gì chưa, đất nước thì đương nhiên cả nội bộ đương nhiên phải có người này có người kia, đúng 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 chứ nói mà tốt đẹp hoàn hảo hết là đi kiếm cái đất nước nào hoàn hảo hết đi, trong nội bộ hết đi, hoàn hảo hết đi tôi chịu luôn á, tối đúng ngày cái rồi, lôi lên là tôi nào tham nhũng tao đâu, cuộc đất nước sống nào cũng có, mình biết đi vậy cũng có tham nhũng, nhưng mà có đến Mỹ cái thì gì nó ở có đâu cha cũng có bển cái á, nọ có kia, chính cũng xác, tính ở thôi, đâu nó còn bên Việt Nam cũng mình cái đất nước vẫn xử lý nào cũng có đó, vẫn xử đó, lý cho nên vẫn là đưa ra lên truyền hình đồ đầy đủ chứ đâu có giấu giếm, khi mà Việt đúng Cộng đã giấu rồi ông nội các người cũng không biết nữa, đó là nói vậy, các người tới ngày nói Việt Cộng giấu, Việt Cộng giấu thì các người cũng không biết, nhưng đúng rồi. đất nước mình là cả chính phủ đất nước mình họ vẫn đưa lên quay lên truyền hình đưa lên đầy đủ hết, họ bắt xử lý để vô cái nền ép đất nước đi lên mỗi ngày đi lên chứ đâu có phải là càng ngày đi xuống đâu, và như Cái cơ nó lôi bản ra là những cái điểm xấu khốn nạn, nó lôi ra cái điểm xấu nó đưa lên, vậy như lúc mình nói là những người này không biết nó có phải người Việt Nam hay không nữa, sao mà cứ đem Việt Nam mình nó cứ chà đạp rồi nói xấu, chứ thấy đi chỗ đất nước khác thì không có rồi đó, toàn các người là toàn là cái xấu không à, đất nước của mình tối ngày mà đi chà đạp, tao nói giờ tao đi ra đất nước khác này ai mà nó xấu Việt Nam tao tao cũng đập rồi đó, chứ đừng có nói gì nhiều, đúng rồi, tôi chính cũng xác. không kêu nữa, như anh ấy, tôi nói là anh nói là cầm cái ghế bo đi ra thấy Việt, nó nói là cái giấy gì bo gì đó đi đi đi, đi ra nước ngoài mà thấy xấu hổ, xấu Xấu hổ thì mày hổ. đừng có làm người Việt Nam, kêu Đúng mẹ mày ở bên Mỹ rồi đó, lấy thằng Mỹ á, giống mấy thằng mấy con này nè, mấy con ở bên Cali nè, thấy xấu hổ người Việt Nam thì mai mốt á kêu mẹ mày lấy Mỹ đi, lấy quốc tịch bên Mỹ khỏi xấu hổ, tao vẫn hạnh gì người Việt Nam, đi ra người ta người Việt, con nhiêu 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 ca nhiêu đứa nó lên nói mình thấy cũng nói có ăn học mà đi lên nói là người đó cầm cái bo người thấy người Việt Nam thấy xấu hổ, với con người Dương xấu hổ, tôi cũng biết là nó người Việt Nam người nữa, mày nếu mà xấu hổ vậy tao kêu mẹ mày mốt lấy thằng Mỹ nào đó ai dập quốc tịch bển nó đẻ bển luôn, ai mốt thành người Mỹ chứ đừng có đẻ đất Việt Nam lấy Mỹ này. đen á, lấy Mỹ đen Ừ đẻ đó đó, đẻ con ra giống như cái con gì mà nó con gì mà nó đẻ đứa con, mà bữa thấy nó xuất hiện, cái đứa con nó xuất hiện đó, trời ơi sao mà nó bảo trời ơi, nó xấu dữ vậy, nó xấu còn hơn người dân tộc, nhiều đồng bào ở trên Tây Nguyên nữa, trời ơi, nó xấu mà nó vẫn tự hào rằng là tôi lấy Mỹ, lấy Mỹ à, chỉ mấy Mỹ thì Mỹ mà phải là nhiều loại Mỹ lắm, Mỹ người ta có một số Mỹ người ta ngon lành lắm, chứ đâu Mỹ mà gặp lấy mấy ông Mỹ đen thì cũng bình thường thôi, không có gì đâu, có gì đâu. phải chưa, cũng là mình ở đất nước người Việt Nam mình mà nhiều người mình thấy tệ lắm, quá tệ luôn, tệ vì họ chỉ có xây qua bên đó họ đổi một cái tờ giấy là người Mỹ thôi chứ họ vẫn là gốc người Việt, Đúng rồi. chứ họ đâu có phải là một cái nào họ mũi lọ mắt xanh đi thì mình không nói, mình cỡ nào cũng là người Việt Nam mà hết chỗ chôn nhau cái rốn của mình mà đi quay lưng lại còn là chà đạp và nói xấu đất nước của mình, tôi không hiểu những người này, những người này tôi không hiểu luôn, tôi không hiểu họ là thuộc loài dạng gì á, không phải là người ta đi người ta quay lại quê hương thì lúc ta nhớ lại quê hương chứ, họ nhớ nhiều người họ nhớ họ rớt nước mắt đó lực, chứ không Đúng phải đâu, rồi. những người này quá khốn nạn luôn, quá khốn nạn, họ chỉ qua bên đó họ ở họ chỉ là đổi một tờ giấy là người Mỹ chứ không phải là họ là vẫn là gốc Việt Nam mà họ quay đất nước Việt Nam giống như là cái gì
cũng mình cũng diễn tả được nữa. đó. Họ nói đi đâu cũng phải nhớ về quê hương, còn những người đã đi đi rồi là chà đạp quê hương không à, nói xấu đất quê hương của mình, khó biết Người tự ta xấu đâu hổ bản thân họ. có, người ta toàn nghe những cái câu nói mà xuyên tạc thôi, chứ người ta đâu có nghe những cái bài hát mà ca ngợi quê hương á. Quê hương là chùm khế ngọt đó, rồi là lũy tre làng, rồi những cái có những cái mà coi như là người ta đâu có muốn hiểu, người ta biết nhưng người ta không chịu hiểu, người ta cố tình là người ta muốn 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 muốn, muốn chống phá thôi, chứ còn thực tế ra là người ta hiểu, người ta sẽ hiểu chứ không phải là người ta không hiểu đâu. Nhưng mà vì sao? Vì có một số thành phần là người ta sẽ bị coi như là suốt ngày những cái đài, những cái tin tức nó làm cho của phản động, nó làm cho cái đầu óc người ta cứ suy nghĩ rằng là Việt Nam mình thế nọ, Việt Nam thế kia. Nhưng thực chất là tôi sống ở đất nước tôi thấy tôi sướng à, nó vậy thôi. Tôi chẳng giàu có, tôi chẳng gì, nhưng mà tôi cuộc sống tôi nó cứ bình thường, nó cứ đều 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 rồi là vậy là tôi tốt rồi, chứ tôi đâu cần phải là các người nọ người kia lãnh đạo hay là cái gì. Tôi cứ đất nước tôi không chiến tranh, không loạn lạc, không coi như là phải coi như là khó khăn về những cái. Tất nhiên là mình khó khăn thì mình không tránh khỏi, nhưng mà có những cái mà mình thấy là những nước khác không thể bằng được mình. Bây giờ nhìn sang những nước Campuchia đây đó, cái đa đảng với lại ra như là thế nọ thế kia, rốt cuộc đó ăn để bắn nhau thôi, nhà nào cũng có người chết rồi, nhà nào sung sướng không, ai sung sướng bằng cái kiểu Ừ, mà nhưng vậy mà được. ông nó quen nó còn nói vậy nè, ông nói là nước mình là thua Campuchia. Trời ơi, tôi nói tao thua luôn, nghĩ sao nó Việt Nam là thua Campuchia. Tôi nói cái nồi mà cái an ninh thôi á, qua Campuchia Việt Nam cái nào ngon hơn thế này, an ninh thôi, ông nói chỗ an ninh thôi, Campuchia cũng đã ăn gì cũng đa đảng đó anh, mà được Dạ cái đúng gì rồi, đâu, một đảng kia chạy trốn chứ bà nội luôn rồi, đúng rồi. Bên một đảng kia chạy Campuchia trốn. đó, có một lần tôi đi qua bên Campuchia, tôi qua được khoảng chừng 3 ngày mà tôi sợ quá mà tôi phải quay về, cách đây khoảng chừng 3 năm 4 năm. Tôi đi làm bên đó, trời ơi, làm mà tôi nói vào trong cái nhà đó, người ta đưa mình vào một cái nhà đó làm, mà hỏi cái người dân đó là sao cái nhà này thấy ít người ở. Nó kêu nhà này ngày xưa cả mười mấy người chết mà vì chiến tranh người ta sợ ma. Ở mà có như cảm giác đi ra đường á hả, người mình là người Việt mình qua đất nước người ta nhé, xin lỗi nha, súng ống nó đi nó dắt theo bên người á, nó ghê lắm. Mình không đi Đó. đi mình đi thậm chí mình đi mình qua nước nước người ta nhá, mà đi mà coi như mình thậm chí nói mình không phải mình không dám ngẩng mặt lên, nhưng mà mình đi tức là mình phải khép nép. Tại vì sao? Rất dễ coi như là sẽ coi như là gây ra một cái hiểu lầm là gì, mình dễ bị coi như bị ăn đòn với người ta, tại vì Đúng đâu rồi. có mình, nó rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản đâu. Đó là mình không phải mình Nguyễn nói xấu đất nước Cầu Campuchia, nhưng mà nha, chị không phải cam nha, Nguyễn Nguyễn đó là tí gì mình không thực phải tế là ok đó mình như vậy chứ không phải. rồi. Gọi cho chị đi, cho chị không có thấy camera.